là thấy vậy luôn mà. Được hết sức được anh. Không chừng là ngồi dậy đây. Ngủ ý là tôi về là tôi kêu là ối tôi đi là tôi kêu thức dậy rồi đó. Ngủ gì tới chắc mày chưa thức nữa. Dạ, và lời nói đầu tiên cho Vinh Tân Hồng xin gửi đến quý cô chú anh chị một lời chúc sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thì hiện tại thì Vinh đang ở nhà của cô Út và anh Long và Chim Sâu. Thì ở video trước á, thì là Chim Sâu được anh Long chở đi khám bệnh như cả nhà. Thì hôm nay là anh Long với Chim Sâu về, thì không biết là bệnh tình của Chim Sâu như thế nào. Vinh mời cả nhà mình thăm chị Chim Sâu như thế nào nha. Thấy bên nay là ngủ nằm không có ấy, nhúng nhích gì hết luôn. Ly bì luôn rồi. Để coi thử mấy giờ rồi. Hiện tại là 9:22 nha cả nhà, 10 giờ rồi mà vẫn còn ngủ nha. Rồi chưa thức. Thì thưa cả nhà, thì hồi nãy là Vinh thấy cô Út là đi đi chợ rồi. Bây giờ Vinh sẽ đi sơ sơ cho cả nhà mình xem nhà cô Út bây giờ là thế nào. Thì ở đây đặc phẩm là cái này là chỗ này là cái chỗ rửa chén nè. Được dời qua bên đây rồi. Tập bỏ Quân đó, Vinh đã hỗ trợ cho cô Út để làm cái nhà bếp tại đây nấu ăn cho nó gọn luôn đó. Tại chỗ này là đặc phẩm là nó không có được hợp lý, nó bị sai. Cái chỗ này mình đãi bếp ga này kia nó sẽ hợp lý hơn nè. Thoáng ha. Đúng rồi, tại đặc phẩm nếu mà mình đãi cái đầu rửa chén bên đây không đặt được bếp ga bên đó, nó không được hợp lý đó. Mà hôm qua đó thì Chim Sâu đã đi Cần Thơ trị bệnh mà không biết là có vấn đề gì không, mà sao bữa nay thấy ngủ ly bì luôn. Hôm qua nó không có chơi được. Rồi tụi con chào cô Út ha. Thì không có là nó được. Dạ, cho tụi con là hỏi nói chung là một số cái vấn đề hôm nay nó cũng hơi lùm xùm xíu á cô. Thì có rất là nhiều quý khán giả là không biết là cái ngôi nhà này là không biết từ đâu mà có, hay là của Chim Sâu. Nói chung rất là nhiều vấn đề nó liên quan đó. Như Út hôm nay có thể là chia sẻ cho khán giả của kênh của anh em YouTube ở đây là biết chính xác được không ạ? Cái nhà này á là của nhà nước cho Út. Dạ. Như là một á là người ta thấy mình khổ. Dạ. Hai nữa là mình có cái sổ nghèo. Dạ. Với gia đình liệt sĩ, người ta thấy người ta cấp cho Út cái nhà. Con. Không dân à? Không thợ ông nào cũng giao gạch. Cái. Rồi là cũng như cái nhà này là nhà trọn vẹn của Út chứ không phải là của Chim Sâu. Dạ. Còn cũng như là của cải trong nhà thì nó nào nghe đi cũng nhờ người có Chim Sâu. Rồi có tụi con là quay lên Facebook là Mạnh Thường Quân thấy cô vậy thì người ta giúp người ta cho cô. Dạ. Là những cái như là đồ nội thất này kia là dạ, của nói chung là một phần là do Chim Sâu. Còn ngôi nhà thì nói chung là do bên của cô Út. Nhà nước cho. Của nhà nước tốt. Chứ nói ra thì các mấy người ở ngoài đó là nói là nhờ Chim Sâu Út mới có cái nhà này. Dạ. Nói vậy là không có đúng. Tại vì nhà này là nhà của Út mà, của nhà nước cho. Dạ. Nhà nước cho Út là cũng lâu lắm rồi, mấy tháng rồi. Là kêu đúc Út đổ cái nền này là cũng mấy tháng trời đó. Là mới làm được cái nhà này. Rồi đồ trong nội thất ở trong nhà thì nó nào ai cũng nhờ Chim Sâu. Chim Sâu nó cũng nó lên lấy rồi người ta thấy vậy người ta thương người ta cho. Yeah. Một phần, còn một phần á là người ta nói với Út á là cũng như người ta thấy Út với ông Út quá hiền dễ thương ta cho. Dạ. Vậy đó, có như là các cái món khác thì cũng có Chim Sâu trong đó một phần, nhưng mà phần như cái tủ này là như cái này nè là như người ta thấy là Út người ta tụng nghiệp, người ta thương, người ta mua, người ta cho riêng mình Út. Dạ thì đồ đó thắt cũng như là một số là của Chim Sâu, còn một số là của cô Út. Dạ. Thì hôm nay như là
ngày hôm qua là chị Chim Sâu với anh Long là có đi khám chữa bệnh đó, thì không biết thì mình có kết quả này kia chưa cô? Ngày hôm qua nó về cũng tối quá rồi, tại cô gấp về bệnh gà dịch độ bệnh đó, rồi hỏi thăm Long chút đỉnh, nó hỏi chứ đi xuống dưới khám làm sao, thì Long nó nói bác sĩ nói thì nó cũng bớt rồi đó, nhưng mà phải gán mà uống thuốc vô. Cơm tí rồi đó. Ngày nay đúng có nấu cơm đó. Anh dạy cái này con. Đói bụng gì? Đói bụng gì? Nè, anh để ý là nó có một cái cửa bên cạnh nha. Rất là đẹp luôn nha. Ngày qua Chim Sâu đi khám bệnh giờ bố, còn bên đây bố. Còn. Dạ. Về bà có lên cơn giống là hổng luôn bố. Hay là có biết đâu, nó về thì ổng sàng về, nó về tới 5-6 giờ chiều rồi. Rồi anh Long bữa nay là chắc đi làm hay không? Nó đi trực đám cưới cho anh ta. Bà đi bệnh viện về mà bà cũng không thấy bớt gì chân không? Thấy vậy đó, sao ngày hôm qua nó về ổng khỏi thăm Long vài tiếng rồi đó thôi. Có khi nào mình tính để cho chị nằm điều trị không? Sao bà không có nghe có nó nằm nghe nói là đưa thuốc gì uống hay gì đó? Chị đưa thuốc uống rồi chứ không có nằm điều trị nha. Không. Cái chung ở cho bình bông cũng đẹp nó he, cái này sắp được ăn nhiều. Cái này là full một bộ luôn nè. Ngày nay con nghĩ là sở thích cốt là mình thích toàn là màu vàng thôi. Nói chung là Úc có thẩm mỹ nha. Đẹp. Chưa đó anh, này mình là cái này là Úc chưa có câu đèn á. Nếu mình lên đèn nữa đẹp lắm. Trên này có đèn chứ, đủ. Có đèn hả? Mình đi dây điện lại lên đèn nữa là đẹp giả mang luôn. Đèn cho con, đèn lắm. Không gì nói chứ ông địa thần tài thì rất là thích đó. Cái màu đẹp quá. Màu đen vàng 18 luôn. Bây giờ qua thì chị bệnh bữa nay giờ ngủ không thức luôn. Kêu nãy giờ luôn á. Giật em mộng đó là vậy. Đấy, vô là thấy vậy luôn mà. Được hết sức được anh. Không chừng là ngồi dậy đây. Ngủ ý là tôi về là tôi kêu là ối tôi đi là tôi kêu thức dậy rồi đó. Ngủ gì tới chắc mẹ chưa thức nữa. Trời. Nãy kêu là cách một tiếng là bây giờ mới ngồi dậy mà muốn đi được mà bước xuống cái giường nó phải thêm một tiếng. Ừ, có đây. Sao con? Đó sao nó lại. Trời ơi. Nó lại đây. Nó okay, kìa, giờ hai con mắt quay kìa. Nó lại cho con chụp hình đây. Trời ơi. Thấy cưng không? Quay quay cái bà Chim Sâu, cần cái. Tự lên chụp hình coi. Hai con mắt đóng vàng hai cục hai bên luôn. Sống nổi chưa? Đất kêu gì phụng mà vậy coi. Nó có đâu mà vậy không? Nè mô A Di Đà Phật cả từ đại bi hơn 2 Bồ Tát. Trời hay quá. Giỏi quá. Mẹ mày trọng chưa xúc miệng của mặt gì kìa. Trời ơi 12 giờ rồi mà chưa thức nữa. Thì sau khi mà chị Chim Sâu về để khám bệnh thì về thấy cũng không có sự nào mà thay đổi chân á quý vị. Thuốc thì không có tiến triển gì hết đâu. Thuốc thì năn nỉ uống không chịu uống. Uống thuốc nó mới hết bệnh nha. Hô ga ga trời ơi hên quá. Giờ này mới ra khách ha. Bởi vì nó cũng phải nghe một cái tiếng nói quyền lực gì đó mới đi ra nổi. Cái là tới xuống cái này. Uống thuốc đàng hoàng. Ok. Đi bê bê kìa. Nhìn cái tướng đi kìa. Bệnh bữa nay sẽ về sao đi bê hả? Lúc nào vậy? Lúc nào? Ê. Nè chiếc dép mà thục hai lần không dính rồi kìa, dính rồi hình quá. Nè đi nè lạng kìa. Đi tử tế kìa trời. Tiếng nào? Mà này bắt đi có kiểu gì trời. Chỉ là những lần mà chị Chim Sâu tự bỏ đi là khi là những cái bắt kêu những cái công việc giặt đồ của chị tự bận rồi chị giặt rồi trốn chị giận chị đi không rồi. Giặt. Để gì lên chị tự đi thôi chứ không phải là mình đuổi nhưng mà đi đâu hết cái đó là chị không. Dặn chị trốn chị đi con không có đuổi nó dạ sao tiền à dạ thưa cô Út thì nhiều lần đó thì tụi con là đang quay thì cũng có nghe Chim Sâu nói là cũng nói là dành cái nhà trong cái nhà này Chim Sâu có một phần thì theo như dắt đó thì cô Út trong lòng của cô Út có nghĩ là buồn Chim Sâu hay bực tức gì không? Không, cô không có buồn, không có bực tức gì hết. Dạ. Mình cũng lớn tuổi rồi mà mình cũng biết chuyện tại vì dạ. Nó cũng đau bệnh rồi hơi đâu chấp nhất đó. Dạ. Dạ. Cô không có nghĩ gì hết trơn, kệ nó nói gì nó nói. Có lúc thì cô nhiều khi cô cũng nói chơi lại nó. Dạ. Nó nói nó có phần hùng ở trong này. Dạ. Cô có nói chơi với nó, cô nói hùng thì đưa tiền đây.
á, đưa tiền đây cho tôi. Hùng thì phải đưa tiền chứ Hùng mà không đưa tiền rồi làm sao cái lắc đầu lắc này á gì đó rồi thôi, chứ cô cũng không có nói gì chứ kệ nó đi. Chồng không phải mình nói chứ giờ mình chấp nó làm gì, giờ nó đau bệnh gì mình chấp nhận làm chi. Tôi nói thiệt, nếu người mấy người mà biết suy nghĩ thương con á, con rất là thương nó, rất là mến mộ nó, tại vì nói nó cái gì nó cũng không nghe, mà có một cái nè nó buồn ra thì nó đi. Thì cô la nhà cửa không dọn dẹp mà quần áo mặc cũng không giặt đó, vậy đó. Rồi không biết là nói cô ghét nó, xô đuổi nó, hỏi chứ giờ ở đây mà không gầy không la không dạy nó rồi chừng nào nó mới biết nó làm. Mình thương nó mình mới dạ, mình thương nó mình mới dạy nó vậy đó. Rồi không biết cái nói là cô xô đuổi nó rồi này kia. Bởi vì cô cũng khổ, cô nói thiệt à. Dạ, thì nói chung là thì một người mẹ chồng không ai muốn, mà mình có một con dâu ước mong thì có một người được một người con dâu thì để mình nhờ nhỏ cái công việc mà bếp núc hay là nhà cửa. Nhưng mà cái nhân viên mình đó cái gì nè, cái đồ ca hay là cái đồ gì vậy, cái đồ của bà. Nói chung mà ai cũng có muốn, nói chung một người con dâu là trong cái việc nhà nó sạch sẽ này kia nha. Tại tôi có tắm mình vô nhà mà thấy dơ giấy không 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 đi sang chỗ khác này nha. Dạ thưa cô Út, thì cho con hỏi thêm, thì bữa hổm thì con có ngồi nơi đây quay phim thì con thấy được thì chim sâu như là hơi hổn đuổi bá Út đi về gì đó, thì bá Út dắt đó có dặn trong bụng không bố? Dặn cũng không dặn luôn, cũng dặn nhưng mà dặn dạ. Tức con cái là cũng như cái con này không phải mà nó làm nó hổn như vậy. Dạ có người đốc suối nó. Dạ Út dở không biết ai thì Út nói vậy thôi. Yeah. Chứ con này nó không bao giờ mà nó đi làm tới cái cỡ đó. Dạ tại hồi bữa là cô thấy cầm cây luôn á. Nhưng mà bữa đó là con không có quay. Dạ cô thấy cầm cây vô mà cô không biết chuyện gì xảy ra. Theo như đi vấn Út là có người mà dạy chị chim sâu là mới biết nha, chứ không bao giờ người dạy nó chỉ nó biểu nó mới nói. Yeah. Chứ còn nó không có làm gì đâu. Cũng như là hồi trước tới giờ là chim sâu không có cái thái độ đó hả Út? Dạ. Rất là nhiều khán giả cũng hỏi rằng là sao mà chị chim sâu không bỏ thuốc đi. Nói chung là bắt thuốc cũng có là răng đe cũng như là dạy bảo chị chim sâu để cho chị chim sâu là bỏ thuốc, nhưng mà sau khi mình ra bên ngoài thì chị cũng dẫn như vậy. Nó ở nhà nó không dám hút chứ. Nó quá rồi. Không còn có hỏi chị nói sao mà ở nhà cũng hút. Nó ở nhà chị sợ bà nó cũng dám hút. Hồi bữa là con có hỏi chị chim sâu là một ngày hút bao nhiêu điếu, thì chị chim sâu có nói là một ngày chỉ 2 điếu thôi, mà không biết nó có đúng gì không. Cô cũng không biết luôn, tại vì nó hút lén hút lúc cũng đâu có biết đâu. Dạ. Nói chung là mình không chấp nhận để phụ nữ mà hút thuốc hay thì cái hướng cái vấn đề của cái thuốc hút này không biết là cô có cách xử lý như thế nào không? Làm sao như mình con nghiêm cấm hút luôn, không nghiêm cấm hay là thì sao? Cô nói là cô cấm nó không cho nó hút thuốc nữa đó, thì nó biết rồi nghe rồi thì nó trả lời vậy thì nó cũng đi ra quán luôn. Chứ nó nói nó biết là cái miệng nó thôi chứ nó trong lòng nó không có bỏ được. Dạ tái phạm liên tục luôn. Nó là còn gì, nó là quán, nó nói là nhà nó sợ cô hút, nó không có dám hút. Bây giờ là chị Trâm Sâu là có ý định là đặt hổm là chỉ có nói là sẽ xin mạnh được mua một cái nhà để ở riêng. Theo Út thì mình nghĩ sao Út? Hôm đó thì Út suy nghĩ là Út không có cho đi. Dạ. Út nghĩ là bây giờ Út có mình Đông thôi. Dạ. Hồi đó đó mình ở nhà sập xệ, sập lên sập xuống rồi con cũng ở với mình. Mà giờ có nhà cửa đành lẽ rồi, để cho con nó đi thì Út cũng đành, Út không cho, không muốn cho con đi. Dạ. Thì giờ ý nó muốn đi, giờ hồi hôm Út cũng nói với nó, Út nói giờ ý muốn đi thì đi. Nó nói con không đi. Hay là cô Út dẫn cho, nếu mà anh Long đưa quyết định là anh Long sẽ rời khỏi cái nhà này thì Út vẫn cho. Cho. Nhưng mà dạ. anh Long cho quyết định là không chịu đi. Không đi, nó nói dạ. Mẹ không cho con đi là con không có đi. Dạ. Không, Út nói thằng Long á, nhỏ tới lớn nó cũng biết nghe lời Út chứ lớn. Mà thì bây giờ Út nói bây giờ nó muốn đi thì nó đi. Dạ. Ai thì cũng như ai bao che nó được ở trước nó được. Bây giờ cô có tấm cảm. Còn nếu bây giờ cô nói thẳng ra luôn, nếu mà cô về đây cô ở là chim sâu không ở đây. Dạ. Không, cô không có đuổi nó, tự giác nó sợ người ghét thì nó bỏ nó đi. Dạ đúng rồi, tại vì cô không có đuổi nó,
Dạ, dạ tại ngày hôm qua là khi mà anh em đi rước chị Diễm Sâu về là hỏi cái lý do tại sao đi xuống đây, tại sao không chịu về, là chị Diễm Sâu có nói là sợ cút. Là bữa đó chị trốn với chị đi chơi là mình là do mà kêu chị giặt đồ giống đúng rồi kêu nó giặt đồ rồi này kia long la nó với cô cũng la nó rồi nó cũng rồi là nó nói chút giặt làm hoài vậy đó tới bây giờ cũng còn đó phải giặt đó. Ủa chị quần áo nó chị bận hay là bận thôi ô, quần áo mình vương cho cái đống luôn ngày qua ôm vô một bọc gì nữa nè vậy đó hả nha trời mặt con bỏ luôn cô bữa hổm cô có lên hay tức gì nè cô nói nếu mà mạnh thường quân nào mà thương nó ví dụ cho nó 10.000, 20.000 gì đi chứ đừng có sắm quần sắm áo cho nó. Bây giờ sắm nhiều quá nó thấy nhiều quá rồi nó giặt nó không có mặc nó mặc không có giặt nó để y thân vậy đó rồi ghiếc rồi cái bỏ chứ hỏi ủ vậy ghiếc rồi thông kim rồi này kia hết trơn rồi lấy gì đâu mặc là chỉ bận rồi là chỉ cởi ra là cũng như là chỉ bỏ luôn chứ chỉ không có giặt lại để bận đó thì giờ cô thấy nó giờ một thao nó có hổng là cô về dọn nhà về bên đây là cô biểu thằng Lâm giải quyết cái đống đồ đó chứ không có để trong đó tại vì cái nhà tắm đó là cái nhà tắm của người ta chứ không phải nhà tắm của mình tại vì cái ông bên đó là như ông dở nhà ông đi rồi nó tắm đỡ tắm nhờ vậy đó thì cái gì giải quyết cho thật ba con của ba mẹ thì đông nó thấy vậy nó nói cái này còn mặc gì nữa không mẹ tắm đen dồn vô cho một bao luôn nó bỏ ngoài xe gác thôi đó còn vậy thì chị Dân Sâu không giặt rồi Lâm có giặt không Lâm nó giặt đồ nó cũng như là ai mạnh ai bận lấy giặt mạnh ai mới mặc theo cái ý của cô cũng không cho người ta mà giặt đồ cho nó nữa. Tại vì mình đàn bà, mình ăn mặc mình phải giặt chứ đừng có để nặng cho chồng làm cái gì chồng cũng lướt giết rồi thôi cũng quen không mặn gì hết. Còn một cú có một cái vấn đề đang rất là thắc mắc. Lỡ như chị Kim Sâu mà bên Mạnh Thường Quân không còn mua đồ cho chị nữa, không biết chị mặc hết cái đó rồi chị bỏ hết lấy gì chị mặc đi. Cái đó lúc nó chắc là theo cô cũng nghĩ theo chắc lúc nó hết rồi thì cũng phải giặt mặt chứ không mặc giặt nó lấy gì mặc. Mà cho đồ mới đồ tốt không chứ đâu phải mà đồ giỡn đồ xấu đâu mà gọi mặc rồi ngồi đó đó như bữa hổm Mạnh Thường Quân nó cho bộ đồ nó cũng đẹp cái kêu mặc đồ thì chút xíu cái lợp ra dụng thao tới bây giờ còn bến kìa còn nó nằm dưới đít thao á rồi cô hỏi con chứ lấy gì mặc bây giờ rồi nói ra thì nói cô khó khăn đồ này kia đó vậy hỏi chứ tức không cũng phải nói chứ cũng tức cũng phải nói à cô nói không lẽ bây giờ mà cô đi bưng theo đồ nó mà cô đi giặt cho nó dạ yeah. Theo cái quan điểm con nghĩ là trên đời chắc chỉ có mình nên là mất gốc là chịu nổi chị sâu rồi chứ không có người thứ hai nữa mà chị cô nói cô cũng chịu cũng quá cái hạn cô không dạ yeah. Dạ thưa cô Út thì cũng gần đây con nghe một số thông tin về tất cả Mạnh Thường Quân nói là sẽ muốn